Chào mừng các bạn đến với Chàng Nghề Mùa 2 số thứ 8. Và khách mời của chúng ta ngày hôm nay là anh Vũ Trí Thành, giám đốc FPT Polytechnic, khối đào tạo với số sinh viên lớn nhất trong hệ thống giáo dục FPT, với mong muốn nâng tầm ngôi trường mà mình đang đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng và giúp học trò làm mới bản thân. Thầy Vũ Trí Thành cùng với đội ngũ đã nỗ lực không ngừng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, thay đổi cách thức học tập truyền thống sang trực tuyến. Thời lượng học tập tại trường của sinh viên lên tới 70% là thực hành. Anh cũng tiên phong đưa các công nghệ mới vào nội dung đào tạo như AI, chip bán dẫn, xây dựng phòng Fab Lab, sở thực hành chuyên nghiệp dành cho sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin, cơ khí, tự động hóa. Năm 2022, FPT Polytechnic là đơn vị giáo dục duy nhất tại Việt Nam được xướng tên giải thưởng Associo Award, hạng mục giáo dục số, EdTech Award. Và ngày hôm nay rất cảm ơn anh Thành đã nhận lời tham gia cùng Chàng Nghề ạ. Xin cảm ơn. Xin chào tất cả các bạn đang nghe podcast của chúng tôi. Anh Thành ơi, hôm nay thì Hà Nội cũng đã bắt đầu vào thu và chương trình hôm nay thì cũng có chuẩn bị bên cạnh trà giống như mọi khi thì có một chút cố mang hương vị mùa thu Hà Nội ạ. Em xin mời anh Thành sẽ cùng là thưởng thức và cùng trò chuyện với chúng ta ngày hôm nay ạ. Này rất là thú vị vì Hà Nội có đặc trưng là cốm này. Chắc này đây là cốm làng Vòng rất là ngon, mời các bạn nhé. Em mời anh ạ. Bình thường thì vào mùa thu thì anh có hay thưởng thức món này không ạ? Món này thì anh ăn với chuối này, xong rồi uống nước chè, rất là ngon. Dạ vâng. Hôm nay thì Chàng Nghề cũng có chuẩn bị cả nước trà nữa, có cái là thiếu chuối thôi. Dạ vâng. Tuy nhiên thì gọi là mở đầu câu chuyện hơi dẫn dắt một tí về mùa thu, nhưng mà quay lại với chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay, đó là ứng dụng AI ở trong học tập, trong đào tạo ạ. Thì trong cái thời đại bùng nổ AI và công nghệ như bây giờ ạ, thì giáo dục chắc chắn là không thể đứng ngoài cái xu hướng này đúng không ạ? Tuy nhiên thì giáo dục thì nó lại là một cái lĩnh vực rất là đặc thù, bởi vì là mình có thể tạm nói rằng là sản phẩm đầu ra thì là con người, và dường như là một cái địa hạt mà cái sự tác động của AI thì sẽ tác động rất là mạnh mẽ. Nó sẽ không chỉ về mặt lợi ích mà tuy nhiên nó cũng sẽ có những cái nghi ngại về mặt trái nữa. Vậy thì là một người làm giáo dục ạ, thì anh có quan điểm như thế nào trong cái việc là áp dụng AI vào trong lĩnh vực này ạ? Bây giờ thì AI hay còn gọi là Artificial Intelligence, trí tuệ nhân tạo, chính là một cái xu thế tất yếu của thế giới và lan đến tất cả các lĩnh vực, không kể lĩnh vực nào. Và giáo dục cũng là một lĩnh vực được tác động rất là nhiều. Bên cạnh những cái thứ rất là thiết thực như là giúp con người nhận diện ra hình ảnh này, âm thanh này, ngôn ngữ này, và phân tích được hành vi cũng như là giúp cá nhân hóa được các cái biểu hiện trong học tập, thì AI cũng gây ra rất là nhiều những cái hệ lụy, như là sinh viên, học sinh thì có thể rất là lười dựa vào các cái phần mềm như là ChatGPT hoặc các ứng dụng tạo ra những cái sản phẩm mà không tốn một chút công sức nào. Vì vậy cho nên là nhiều khi cái kỹ năng mà cần thiết phục vụ cho học tập từ bên gốc thì các bạn lại không quan tâm. Thì theo tôi thì cái điều đó thì khi đối với nhà làm giáo dục thì chúng ta sẽ phải nhận diện trực tiếp ra và chúng ta sẵn sàng đón nhận nó, và hãy ứng dụng những cái thứ gì rất là tốt và làm sao để duy trì một cái môi trường học tập thực sự là công bằng và minh bạch cho các bạn học sinh sinh viên. Dạ vâng ạ. Vậy thì với cái quan điểm như anh vừa chia sẻ ạ, thì anh có thể nói rõ hơn là bản thân anh sẽ tiếp cận cái phần công nghệ mới hay là trí tuệ nhân tạo với cái tâm thế và cái phương pháp cụ thể như thế nào ạ? Hiện nay thì đa số các bạn học từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 cao đẳng đại học thì sẽ thuộc thế hệ là Gen Z và Gen Alpha. Thì với thế hệ Gen Z và Gen Alpha thì đặc điểm là họ cái khả năng tập trung trong một cái giai đoạn thời gian dài rất là hạn chế. Cho nên việc mà nhất là lại được sự hỗ trợ bởi công nghệ AI, thành ra là rất nhiều những cái bài tập, những cái câu hỏi, những cái thứ mà thầy cô giảng trên lớp thì thường là có thể lấy được đáp án rất là nhanh chóng, đúng không? Chính vì vậy có được một cái gì đó thật dễ dàng thì người ta cái khả năng mà mong muốn học tập thì sẽ giảm sút rất là nhiều. Vì vậy cho nên là với người làm giáo dục thì đây là một xu thế tất yếu thì mình phải đón nhận nó. Và chúng tôi nghĩ rằng là các thầy cô sẽ giảng dạy theo những cái xu thế rất là mới. Xu thế mới nhất hiện nay là nano learning, tức là chia rất nhỏ bài học ra
thành dưới dạng từ 2 đến 5 phút, và trong 2 đến 5 phút đấy là sẽ phải tổng hợp được một vấn đề. Yeah. Thì giúp tạo ra những cái hứng thú và mục tiêu liên tiếp kết nối người học. Thì đấy là một trong những cái ứng dụng. Ngoài ra thì cái việc học giảng dạy bây giờ nếu ứng dụng rất nhiều AI thì không những là giúp cho cái bài giảng trở nên sinh động và thu hút, mà chúng ta có thể làm ra được rất nhiều các clip có thể ứng dụng giữa học tập trực tuyến, giữa học tập trực tiếp, hoặc là hình thức kết hợp giữa cả hai cái đó. Dạ vâng ạ. Đúng là em nghĩ rằng là khi mà tiếp cận cũng như là ứng dụng AI thì rất nhiều ngành thay đổi, giáo dục cũng thay đổi. Vậy thì nếu mà khi mà mình có những cái sự đổi mới như vậy thì anh nghĩ rằng là đâu đấy có cái điều gì đấy trong cái việc gọi là triết lý giáo dục nó cũng bị thay đổi theo hay không? Hay là đồng hành trong với cái sự đổi mới bắt kịp xu hướng về AI thì làm cách nào để mình có thể vẫn giữ được những cái triết lý giáo dục hoặc là những cái giá trị lâu bền ở trong giáo dục ạ? Triết lý giáo dục thì luôn luôn là không bao giờ thay đổi. Nếu có chăng thì sẽ cập nhật một chút để phù hợp với cái xu thế của thời đại. Thì triết lý giáo dục của tổ chức giáo dục FPT là việc quản trị khả năng học và tự học của người học. Vì vậy cho nên là chúng tôi rất là tập trung vào cái khả năng tự học của người học. Và chúng ta biết là tất cả những cái môn học trên đời thì nó đều quy về những cái môn khoa học cơ bản, khoa học kỹ thuật, nghệ thuật. Và nếu người học có cái khả năng nắm chắc được cái kiến thức cơ bản đó và thêm được cái khả năng tự học, tự nghiên cứu, thì cho dù có công nghệ có thay đổi những cái thứ gì cập nhật thì trong một thời gian rất là ngắn, ví dụ như là 1 tuần, 2 tuần, thì người học hoàn toàn có thể đáp ứng được những cái công nghệ mới, và đặc biệt là người học có thể thích ứng được cái khả năng biến đổi cũng như là vận dụng các công cụ AI trong công việc học tập và cuộc sống của mình. Dạ. Thì anh nói đến câu chuyện này thì em nhớ đến một bộ phim đợt vừa rồi rất là hot ở trên mạng. Anh Thành có hay xem phim không? Thông thường thì những cái phim nào mà rất là hot thì sẽ đi xem. Câu chuyện Hoa Hồng ạ. Anh có nghe, có Lưu Diệc Phi đóng ạ. Có một cái chi tiết ở trong đấy mà em thấy đợt vừa rồi các bạn ấy share rất là nhiều. Tức là cái bạn nhân vật chính, bạn tên là Hoa Hồng ấy, thì bạn có một đứa con gái, và đứa con gái thì không chịu học. Và bảo rằng là tại sao lúc nào cũng phải học, tại sao lúc nào mọi người cũng cứ ép con phải học, và con cảm thấy điều ấy rất là mất tự do. Nhưng mà nhân vật chính thì tức là người mẹ thì có trả lời là khi mà con học và con biết cách để học tất cả mọi thứ trên đời này thì đấy chính là tự do. Và cái việc mà mình có thể là sử dụng ứng dụng AI, nhưng thực ra bản thân nó cũng sẽ giúp cho mình tự học tốt hơn, đúng không ạ? Thì em nghĩ nó vẫn là một giá trị rất là tốt đẹp ở trong giáo dục, đúng không anh? Đúng rồi, thì các bạn biết là tổ chức giáo dục FPT cũng rất là chủ động trong việc ứng dụng AI. Thì chúng ta biết là sẽ có khoảng 64 môn học là được triển khai đưa cái học phần AI vào trong giảng dạy. Và trong cái quý tới, quý cuối cùng của năm 2024 thì chúng tôi cũng sẽ đưa 25% tất cả các môn học đều có liên quan đến AI vào trong giảng dạy. Thì đấy là một cái cập nhật rất là lớn. Ngoài ra thì cũng có rất nhiều bài báo của trường trên các cái tạp chí khoa học về AI cũng được các giảng viên, các giáo sư của trường submit thành công. Thì tôi nghĩ rằng là với cái sự quyết tâm của lãnh đạo FPT Education và ngay kể cả FPT Polytechnic, chúng tôi cũng rất là quyết tâm trong việc đưa AI vào trong thực tế giảng dạy, học tập và cũng như là quản trị việc tổ chức dạy học. Em có được biết là giá trị đào tạo hay là nói là triết lý đào tạo của FPT Polytechnic đó là thực học và thực nghiệp, đúng không anh? Vậy thì để có thể bắt nhịp với cả cái xu hướng công nghệ thì anh có thể chia sẻ rõ hơn một chút là cái phần công nghệ thì sẽ được áp dụng ra sao trong những cái chương trình học của trường? Tức là bên cạnh cái việc là chúng ta sẽ có những ngành học, đúng không ạ, liên quan đến AI, thì cái phần công nghệ được áp dụng như thế nào trong chương trình học, và có thể là trong những cái đánh giá của các bạn chẳng hạn, thì anh chia sẻ kỹ hơn một chút ạ. Thì hiện tại thì các cái môn học thì chúng tôi đều ứng dụng mạnh mẽ cái nền tảng công nghệ thông tin. Các bạn hoàn toàn học trên những cái hệ thống học tập, từ những cái bài giảng, những cái slide của thầy cô hay là của các bạn sinh viên trên lớp thì các bạn đều có thể tải về để xem trước. Toàn bộ hệ thống giáo trình thì chúng tôi cũng đã ký bản quyền với các cái chương trình lớn trên thế giới để có thể chuyển thành những cái bản điện tử, những cái bản số cho sinh viên. Và toàn bộ cái việc quản lý điểm, điểm danh học tập thì cũng được tự động
ghi nhận bởi hệ thống camera nhận diện khuôn mặt, cũng như là điểm danh ở trên lớp, điểm số. Thì với những cái ứng dụng rất là mạnh như vậy thì các bạn sinh viên bây giờ học tập rất là thuận tiện. Các bạn dùng điện thoại thông qua cái app của mình trên điện thoại thì cũng có thể quản trị được cái việc học tập của mình. Và với những cái chiếc laptop hay là iPad thì hoàn toàn rất là tiện. Còn 100% sinh viên sẽ học trên máy tính. Vì vậy máy tính cá nhân của mình được mang tới trường. Chính vì vậy là cái sự cá nhân hóa người học nó được ứng dụng rất là cao. Thì sắp tới thì dựa trên những cái số liệu phân tích như vậy, dựa trên những cái đặc điểm người học như vậy thì chúng tôi sẽ tiếp tục cá nhân hóa trải nghiệm của các bạn sinh viên. Các bạn sinh viên sẽ được bổ sung những cái điểm mà còn yếu trong phần học của mình, cũng như là các thầy cô sẽ hỗ trợ những cái bạn phát huy những cái điểm mạnh của mình trong học tập. Vì vậy là cái việc học tập sẽ trở nên rất là trọng tâm và hứng thú với sinh viên. Có một hệ thống nữa thì khi các bạn biết là đối với AI thì nhiều khi là cái sản phẩm của sinh viên sẽ không phải là của chính sinh viên mà do AI tạo ra. Thì vì vậy chúng tôi cũng triển khai các cái hệ thống mới liên quan đến thi cử để đảm bảo là cái kết quả, cái sản phẩm của các bạn sinh viên làm ra là do chính các bạn làm ra. Thì điều đó cũng đem lại cái sự công bằng trong học tập của các bạn. Dạ vâng. Hôm nay thì nhân nói về câu chuyện học tập và AI thì em có một cái thông tin em nghe được. Thì hôm nay em chia sẻ, không biết là cái quan điểm của anh Thành trong câu chuyện như thế nào. Tức là em biết là ở bên Trung Quốc thì họ có rất nhiều những cái ứng dụng học tập về EdTech, tức là công nghệ học tập, công nghệ đào tạo. Thì trong đấy thì họ có một cái, em nghĩ rằng đâu đấy nó là một cái quan điểm trong giáo dục. Đấy là ở trong cái ứng dụng này bạn có thể vào đấy bạn học. Nếu bạn học bằng AI, bằng những cái liên quan đến trí tuệ nhân tạo ấy, thì bạn trả một mức phí là x gì. Nhưng nếu mà bạn vào đây và bạn yêu cầu giảng viên đào tạo thì bạn sẽ phải trả mức phí cao hơn rất nhiều so với x gì. Đó. Thế thì nói đến đây thì cũng nó là những cái quan điểm đúng không ạ? Trong cái câu chuyện gọi là giảng viên đào tạo hay là AI đào tạo. Thế thì khi mà áp dụng công nghệ và có AI thì em nghĩ rằng là cả người dạy và người học thì sẽ có rất nhiều cái thay đổi. Thì cùng với cái câu chuyện mà em vừa chia sẻ thì không biết là quan điểm của anh Thành, quan điểm của thầy Thành về vai trò của người dạy, của người học trong cái thời đại trí tuệ nhân tạo này là như thế nào ạ? Có thể khẳng định một câu là AI sinh ra để giúp chúng ta ứng dụng trong công việc, trong giảng dạy, trong học tập và cuộc sống. Nhưng AI hoàn toàn là không thể thay thế được con người. Các bạn biết là khi các bạn lên một cái trang báo ở trên mạng thì có thể là lúc đầu bạn đang ở trang VN Express, nhưng mà lúc sau thì các bạn lại ra thành trang chúng ta.vn và bạn không biết vì sao bạn lại chuyển sang cái trang như vậy. Thế thì cái việc học tập cũng như vậy. Học với AI thì bạn cũng, nếu như không có các thầy cô định hướng thì hoàn toàn bạn có thể bị lạc hướng trong cái vấn đề học tập. Bạn bị say sưa vào một cái nào đó mà quên mất cái nhiệm vụ chính của mình là nhiệm vụ hoàn thành cái môn học đấy, có được những cái kiến thức nền tảng của môn học đó. Vì vậy cho nên là thầy cô thì cũng sẽ phải chuyển đổi cái vai trò giữa thời đại ngày trước, là thay vì là người thầy, là người giảng dạy trực tiếp, thì người thầy bây giờ sẽ trở thành người hướng dẫn, người kèm quặp huấn luyện, cũng như là động viên các bạn, và thậm chí là người bạn để trao đổi những cái vấn đề mà các bạn tìm kiếm phát hiện được ở trên, thông qua AI, thông qua mạng internet, và trao đổi với nhau để giúp các bạn hiểu sâu hơn được vấn đề để có thể vận dụng vào trong cuộc sống cũng như là công việc. Dạ vâng. Vai trò của người thầy lúc này có thể thay đổi nhưng mà vẫn rất là quan trọng đúng không ạ? Thậm chí là còn trở thành một cái người đồng hành rất là sát với các bạn, thậm chí là nâng đỡ về mặt tinh thần đúng không anh? Để các bạn có thể là có những cái định hướng học tập nó thật sự là hiệu quả. Em nghĩ rằng là có một trong một cái thời gian mà dịch chuyển xã hội có rất nhiều các dịch chuyển phát triển từ kinh tế đến công nghệ, thì đã từng có những cái thời gian ấy, bọn em trao đổi với nhau hoặc bọn em học tập ở trên trường trước kia ấy, thì các thầy cô cảnh báo rất nhiều về việc là khi mà xã hội thay đổi có rất nhiều ngành nghề sẽ mất đi. Sau đấy thì lấy rất nhiều những cái ví dụ như là đây này, ngành này ngày xưa là rất là hot này, bây giờ đã mất đi này. Rồi, thì cùng với cả sự phát triển của công nghệ thì chắc là anh hiểu rằng em đang định hỏi cái gì đúng không ạ? Là khi mà bất kỳ ai cũng có thể học hỏi từ các cái nguồn vô cùng là đa dạng ở trên mạng internet này, thì ngành giáo dục
ở trong tương lai, anh nghĩ là liệu có còn hấp dẫn không? Và các bạn trẻ, ví dụ như là đang đâu đấy có vẻ cũng yêu thích đi, thì có còn cái cơ hội như thế nào để mà tham gia vào cái ngành giáo dục trong cái thời đại công nghệ như bây giờ ạ? Có một thứ thì nó sẽ không thay đổi qua thời gian, đó là cái môi trường sống của sinh viên. Tất cả những thứ bây giờ thì hoàn toàn các bạn có thể lên trên mạng tìm được những cái khóa học tương ứng, nhưng mà cái giá trị trải nghiệm của đời sống sinh viên, tức là ngồi trong trường đó cùng gặp gỡ các bạn, dù bây giờ việc gặp gỡ có thể là họp nhóm online, một nửa online xong nửa gặp nhau, nhưng cái giá trị của các bạn trải nghiệm thực sự ngồi trên một giảng đường của một trường cao đẳng đại học là một cái giá trị mà hoàn toàn thế giới ảo không thể tạo ra được. Thì đấy là những cái giá trị mà nó sẽ là xuyên suốt và là thứ quý giá nhất trong đời sinh viên. Và tôi vẫn thường nói trêu với cả các bạn sinh viên là, các em thân mến, là thời sinh viên chính là thời vui nhất trong cuộc sống của chúng ta. Vì vậy các bạn hãy tận hưởng, ngoài cái việc mà mình học tập hết sức thì mình cũng phải tham gia các câu lạc bộ, mình cháy hết mình với các động sinh viên, để khi sau này chúng ta nhìn lại thấy rằng đây chính là cái quãng đường rất là đẹp nhất của mình. Dạ vâng, rõ ràng là hôm nay mình nói một cái câu chuyện em có cảm giác như là đang là một cái sự giao thoa, đúng không anh? Tức là cũng không hẳn là chúng ta đang quá là tôn vinh, nhưng mà cũng không có nghĩa rằng là mình bài trừ toàn bộ. AI mang đến rất nhiều những cái giá trị cho giáo dục, nhưng mà đồng thời thì những cái như là những cái không khí học tập này, những cái sự đồng hành của giảng viên này, rồi cái việc mà ngồi cùng với bạn bè, đúng không ạ? Có thể là ngồi cùng bạn bè để ứng dụng AI làm bài tập thì cũng là một cái không khí mà anh nghĩ rất tuyệt vời. Nó rất giống như là chúng ta đang ngồi nói chuyện mà được ăn cốm uống chè, dạ đúng không? Vậy. Thì cái việc chết học hợp. Tập đúng không? Thì thỉnh thoảng thì cũng chúng ta ứng dụng khoảng 25% AI. Dạ vâng. Thì tùy theo những cái giai đoạn thì cái việc ứng dụng đó nó có thể nhiều hay ít. Và có thể 5 năm hay 10 năm nữa thì lại có một cái thứ gì đó rất là mới mà khiến cho mọi thứ bây giờ nó sẽ trở nên thay đổi. Vì vậy cái khả năng tự học, cái khả năng tự thích ứng là một trong những cái thứ mà xã hội đòi hỏi cao nhất. Trước kia thì chúng ta thấy là người ta chỉ đo về chỉ số IQ, yeah. đúng không? Sau đó thì đo thêm là chỉ số thông minh, sau đó đo thêm về chỉ số cảm xúc. Chỉ số cảm xúc, wow. Đúng không? Là EQ. Yeah. Nhưng mà xã hội hiện đại thì bây giờ có thêm hai chỉ số nữa. Đấy. IQ ạ? Đó là chỉ số IQ, yeah. Là khả năng sáng tạo. Yeah. Và cái chỉ số cuối cùng là cái chỉ số về CQ, tức là chỉ khả năng tồn tại và phát triển trong cái môi trường biến động. Trong 5 năm trở lại đây thì chúng ta biết là ok, bây giờ thời Covid thì chúng ta phải học tập và làm việc như thế nào, đúng không? Thời mà AI bùng nổ thì chúng ta phải làm gì, đúng không? Thì tất cả những cái câu hỏi đấy thì nó đòi hỏi người học thêm một cái nữa là cái khả năng thích ứng với cái sự thay đổi. Vì vậy tôi vẫn cho rằng cái triết lý của tổ chức giáo dục FPT có một cái sự trường tồn rất là mạnh khi mà tập trung dạy cái khả năng học và tự học của người học. Dạ vâng ạ. Nói đến đây thì có một cái câu chuyện mà gần đây em thấy mọi người chia sẻ rất là nhiều và đặt cái câu hỏi cho các thầy cô giáo của các trường rất là nhiều. Đấy là kỹ năng tự học thì em đồng ý là một kỹ năng quan trọng, và các bạn đang có rất nhiều cái điều kiện để tham khảo các cái nguồn tài liệu ở trên internet bổ trợ cho cái việc tự học đó. Thế thì giảng viên lúc này sẽ dạy cái gì? Bên cạnh cái việc là đồng hành cùng các bạn, đúng không ạ, nâng đỡ tinh thần định hướng, thế còn gọi là cái kiến thức thì sao ạ? Nếu như mà AI cũng đã có, nếu như mà ChatGPT tìm ra ngay, nếu như mà lên mạng tìm ra ngay, vậy thì giảng viên lúc này có phải thay đổi cái nội dung giảng dạy gì để mà thích ứng với cả thời đại bây giờ không anh? Như tôi có đề cập phần trước ấy, thì giảng viên sẽ đóng vai trò là người hướng dẫn, kết nối, kèm cặp, khuyến khích. Tuy nhiên là không phải hoàn toàn cái AI lúc nào cũng chính xác, đúng không? Chúng ta có những câu hỏi mà ChatGPT không giải được, đặc biệt là trong môn toán, đúng không? Chúng ta thấy những cái ví dụ rất là nổi tiếng là không phân biệt được là 9 với 11, đúng không? Số nào lớn hơn. Là số nào lớn hơn. Đó. Thì chúng ta biết rằng là thầy cô giáo vẫn có những cái giá trị nhất định. Yeah. Và là người định hướng và sâu chuỗi tất cả những cái thứ đó. Thì cái chỗ dựa về mặt kiến thức thì
thì là một phần, nhưng cái chỗ dựa liên quan đến việc sâu chuỗi toàn bộ những cái dữ kiện lại, cũng như là cái tâm của người giáo giúp cho học sinh sinh viên có cái động lực trong việc học tập để các em có thể thành công sau này thì cũng rất là quan trọng. Dạ. Nói đến giáo dục, nói đến đào tạo thì vai trò của giảng viên thì bên cạnh chuyện dạy này, chuyện kèm cặp này, thì còn một vai trò nữa cũng rất là quan trọng trong lúc mà ngày xưa bọn em đi học thì thường bọn em rất là ngại, rất là sợ đấy là trong các cái kỳ thi thì giảng viên sẽ có cái phần đánh giá chấm điểm về kết quả và bài tập của mình. Thế thì trong thời đại bây giờ thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng AI như một cái tài liệu tham khảo, thậm chí là còn dùng luôn AI để làm bài tập. Thế thì trong cái việc đánh giá cũng như là ra đề thi của các thầy cô ở FPT Polytechnic có gì thay đổi không anh? Hiện nay thì nhà trường cũng nâng cấp cái phần công nghệ liên quan đến việc ra đề. Dạ. Thứ nhất là cái bộ quiz là sẽ được tăng lên số lượng rất là lớn. Nếu thực sự như các bạn mà biết được đáp án của cái bộ quiz đấy thì cũng xứng đáng để qua được cái môn đó rồi, đúng không ạ? Dạ. Với 500 câu mà các bạn mà biết được đáp án và thuộc được thì các bạn cũng sẽ có một cái độ ngấm nhất định. Cái thứ hai là hệ thống cũng sẽ hạn chế cái sự hỗ trợ và tương tác từ phía bên ngoài trong việc làm bài, cũng như là việc chống các cái tool tự động để các bạn có thể làm bài được. Và điều quan trọng nhất là khi giảng viên giảng dạy kiến thức thì chúng tôi sẽ tăng thêm cái thời lượng phỏng vấn trực tiếp để hiểu được là cái bài đó sinh viên có phải là sản phẩm chính của sinh viên làm ra hay nhận được cái sự trợ giúp. Và cũng có những bài tập hoàn toàn các bạn có thể vận dụng được AI vào đó. Tuy nhiên đối với những cái bài tập mà yêu cầu các bạn không được sử dụng AI thì chúng tôi cũng có những cái cách để có thể giảng viên phỏng vấn trực tiếp để tìm hiểu được đây có phải là cái sản phẩm trực tiếp do sinh viên làm ra hay không. Dạ. Anh nghĩ là mình có cần phải có một cái khuyến nghị gì đấy với sinh viên trong việc là có một cái giới hạn như thế nào đấy trong việc sử dụng AI làm bài tập không anh? Hay là mình cứ hoàn toàn để cho các bạn có một cái sự sáng tạo hay là sử dụng một cách tự do? Bởi vì cái điều này thì chắc là khuyến nghị chứ không thể cấm được đúng không ạ? À không, thì nó là một cái phần thực tế thôi. Chúng ta sẽ chấp nhận và có những bài thì yêu cầu được thoải mái sử dụng tài liệu. Dạ vâng. Đúng không? Được mang sách vở vào phòng thi, dạ, tài liệu tham khảo, thậm chí là AI. Và có những bài tập thì thiên về cái phần kỹ năng công cụ thì các bạn sẽ trực tiếp làm. Yeah. Vì vậy cho nên là tùy theo những cái bài tập nhất định. Và chúng tôi coi rằng AI là một cái phần tất yếu trong giáo dục. Yeah. Và việc sử dụng AI cũng tùy trong từng trường hợp, sẽ được xem xét cụ thể với từng cái bài giao cho sinh viên. Dạ vâng. Đối tượng của Postcard Trà Nghề thì chương trình hướng đến đó là những cái bạn trẻ mà đang có những cái sự lựa chọn ở trong công việc ạ. Những công việc giảng dạy, giảng viên cũng là một cái nghề mà em tin chắc chắn rằng là rất là nhiều người quan tâm, giống như là một ước mơ là một ngày được đứng trên bục giảng ấy, có thể chia sẻ kiến thức cho mọi người. Thế thì với cái tất cả những câu chuyện mà nãy giờ anh em mình chia sẻ với nhau, nếu như ngay bây giờ anh có thể chia sẻ về cái tiêu chí, cái tố chất mà anh đang tìm kiếm ở các bạn trẻ để trở thành giảng viên trong thời đại công nghệ AI như bây giờ, thì đó sẽ là những tiêu chí gì ạ? Theo tôi thì chúng tôi luôn tìm kiếm các cái ứng viên. Thứ nhất là các bạn phải có cái khả năng thực hành giỏi về cái nghề đó. Cái thứ hai là các bạn có cái sự đam mê trong cái việc hỗ trợ người khác, giúp đỡ người khác thành công trong học tập. Các bạn biết là các giảng viên của trường thì rất là thân thiện, vừa như cô trò, thầy trò với sinh viên. Nhưng mà ngoài cái giờ dạy thì cũng trên các cái nhóm chat, trên Zalo, trên Facebook, trên tất cả các phương tiện khác thì đều hỗ trợ sinh viên. Và mục đích cuối cùng là giúp cho sinh viên hiểu được bài và học và có cái niềm đam mê với điều đó. Thì chỉ cần bạn có kinh nghiệm và bạn thích cái việc giảng dạy cũng như là truyền cái niềm đam mê và kiến thức cho người khác thì chúng tôi rất rộng mở vòng tay và đón các bạn nộp hồ sơ tại rất nhiều tỉnh thành của FPT Polytechnic trên toàn quốc. Chúng tôi chào đón bạn trở thành giảng viên của trường. Dạ, FPT Polytechnic thì có nhiều giảng viên trẻ, kiểu giảng viên Gen Z không anh? Cũng rất là nhiều giảng viên Gen Z. Và chính vì chúng tôi cũng không quan niệm là cứ giảng viên là phải lớn tuổi hay trẻ tuổi, phải ở trong môi trường giáo dục lâu hay là không lâu,
nếu mà bạn có năng lực, bạn có đam mê và bạn có khả năng thì bạn sẽ được trao cơ hội, và chúng tôi luôn luôn kèm cặp hướng dẫn để các giảng viên có thể trở thành những giảng viên xuất sắc mà được sinh viên yêu quý và muốn được ở trong cái lớp của giảng viên đấy để học tập. Dạ. Em tin chắc chắn rằng là cơ hội thì rộng mở, và cái sự gọi là dang rộng vòng tay của FPT Polytechnic trên rất nhiều tỉnh thành đúng không ạ, thì rất là rõ ràng rồi. Nhưng mà chắc là để có thêm một vài những cái tiêu chí cũng như là thông tin đi, để các bạn thì có thêm cái sự trong việc ra quyết định ạ, thì anh có thể chia sẻ thêm về những cái chế độ đãi ngộ và cái lộ trình sự nghiệp của ví dụ một giảng viên ở trường thì sẽ được phát triển như thế nào ạ? Chế độ đãi ngộ thì chắc chắn là hấp dẫn rồi. Vì đối với FPT Polytechnic thì việc học tập là chỉ có học tập ở trên trường, và chúng tôi không tổ chức các hình thức học thêm, dạy thêm. Việc các bạn học tập kiến thức ở trên trường là đủ để các bạn có thể trở thành những con người rất là chuyên nghiệp trong cái lĩnh vực đó. Và chính vì vậy cho nên là giảng viên sẽ không có nguồn thu nhập khác. Cho nên là đối với chế độ đãi ngộ thì đây chính là một cái mức đãi ngộ rất là cạnh tranh với thị trường giáo dục hiện nay. Thì tôi tin rằng là khi mà các bạn nộp đơn vào trường thì các bạn cũng sẽ được hiểu điều đó. Với một giảng viên thì chúng ta có hai thứ có thể quan tâm. Một là hoàn toàn về chuyên môn thì có thể làm giảng viên thỉnh giảng, giảng viên toàn thời gian, hoặc là các bạn có thể phát triển lên là quản lý thành trưởng nhóm hoặc là trưởng môn, hoặc là nếu mà sâu hơn thì sẽ quản lý một nhóm giảng viên đông hơn thì là chủ nhiệm bộ môn, hay còn gọi là trưởng khoa, và trên trưởng khoa thì sẽ là trưởng ban đào tạo. Và cũng rất nhiều người vào đơn thuần chỉ là một giảng viên thôi và bây giờ đã là trưởng ban đào tạo. Và khi việc rất nhiều các tỉnh thành mong muốn có một cái giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao thì chúng tôi đã mở tại các cái tỉnh thành trên cả nước, thì rất nhiều cơ hội giảng viên trở thành giám đốc của cơ sở đào tạo và trực tiếp chăm lo phát triển nhân lực chất lượng cao cho ngành và địa phương đó. Dạ vâng ạ. Đến nay thì FPT Polytechnic đã mở các cơ sở ở trên bao nhiêu tỉnh thành? Hiện nay thì FPT Polytechnic đã xuất hiện tại 21 tỉnh thành phố tại Việt Nam. Và mục tiêu của chúng tôi là sẽ phủ đủ 64 tỉnh thành và đem cái giáo dục chất lượng cao, giá phù hợp tới tất cả các bạn học sinh, sinh viên trên mọi miền Tổ quốc. Dạ vâng, thực sự là cơ hội rất là rộng mở và chính sách thì cũng đang rất là có nhiều cái ưu đãi đúng không ạ? Có một cái ngành cụ thể nào, một khoa cụ thể nào mà các anh đang, các thầy đang gọi là tìm kiếm đồng đội trở về đến với cả FPT Polytechnic giai đoạn này, trong cái giai đoạn này? Giai đoạn này thì chắc chắn là những giảng viên về cơ khí tự động hóa, chip và bán dẫn này, các giảng viên về thương mại điện tử này, các giảng viên về kinh tế, kinh doanh, cũng như là các giảng viên về đồ họa, du lịch, nhà hàng, khách sạn là những cái ứng viên mà chúng tôi đang rất là tìm kiếm. Thì đây là những cái ngành rất là hot ở trên thị trường, rất là đa dạng về ngành nghề. Như vậy thì em chắc là em đang hiểu rằng là mình sẽ không phải là chỉ có ưu tiên các bạn mà học sư phạm ra, mà sẽ là các bạn mà đã có kinh nghiệm ở trong những cái lĩnh vực ngành nghề đó, hoặc là học về lĩnh vực ngành nghề đó, đúng không anh? Đúng rồi. Thì có thể trở thành giảng viên. Cứ bạn có một cái chuyên môn nào, vì cái quan điểm của FPT thì mong muốn là khi mà mình làm cái gì thì mình phải là người làm xuất sắc nhất trong lĩnh vực đó. Và khi chúng tôi quyết định đào tạo cái ngành nào trên thị trường thì chúng tôi luôn luôn hướng tới việc mình trở thành người đào tạo xuất sắc nhất tại cái ngành đó. Dạ vâng ạ. Em rất là cảm ơn anh Thành đã nhận lời tham gia chương trình Tràn Về. Có một cái điều gì gọi là cuối cùng muốn nhắn nhủ đến các bạn đang xem chương trình để mà các bạn cảm thấy là mạnh dạn hơn hoặc là quyết tâm hơn để mà theo đuổi, và ví dụ là ngành giảng dạy, ngành giáo dục, và đặc biệt là quyết tâm hơn là sau khi chương trình nghe podcast hôm nay kết thúc là gửi CV cho anh Thành, không ạ? Nếu mà các bạn thực sự mà quan tâm đến việc trở thành giảng viên giảng dạy tại trường cao đẳng FPT Polytechnic thì các bạn hoàn toàn có thể tìm kiếm ở trên mạng chữ để trở thành giảng viên của trường cao đẳng FPT Polytechnic, thì các bạn sẽ có những cái địa chỉ nộp hồ sơ và CV bản mềm về, và chúng tôi sẽ lựa chọn và liên hệ với các bạn.
Và tôi tin rằng chúng tôi có một sứ mệnh, đó là việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam để chúng ta vươn lên tầm thế giới. Và với cái sứ mệnh đó thì chúng tôi sẽ cần rất rất nhiều giảng viên tài năng, tâm huyết và đam mê trên mọi miền Tổ quốc. Và các bạn hãy gửi CV cho chúng tôi, và tôi mong một ngày nào đó thì chúng tôi có thể gặp và nói chuyện trực tiếp với các bạn. Hẹn gặp lại các bạn tại FPT Polytechnic.